Chúng ta bắt đầu học bài ngày hôm nay, đó là bài số 8, kế tiếp Communication. Đầu tiên, các con làm giải câu đố, được chưa? Các con nhìn vào câu đố là chúng ta có tất cả 10 câu và chúng ta sẽ phải chọn phương án đúng để giải câu đố này. Bây giờ cô sẽ bấm giờ là 3 phút cho các con làm bài. Thời gian 3 phút bắt đầu tính giờ. Nào, hết giờ rồi, chúng ta bắt đầu chấm bài nhé. Bạn nào mà chưa xong thì cứ tiếp tục làm, nhưng mà nhớ phải bấm và dừng phần giảng bài của cô, thì tí nữa các con sẽ tự chấm 10 câu của mình. Đáp án câu đầu tiên chúng ta có là both surrounded by the sea, Australia and New Zealand. Có hai nước, đó là nước Úc và nước New Zealand, xung quanh đều là biển. Được chưa? Câu số 2, of these countries, Australia is the youngest. Trong tất cả những nước sau đây thì nước Úc là nước ít tuổi nhất, có nghĩa là được phát hiện muộn nhất. The capital of New Zealand is Wellington. Number 4. The USA is the most diverse in geography and climate. Gạch chân từ diverse, đa dạng. Và danh từ của cái từ này là từ diversity. Nước Mỹ là một nước rất đa dạng về mặt địa lý cũng như là khí hậu, có nghĩa là nó có nhiều cái hình thức khí hậu thay đổi và cái nhiều các cái đặc điểm về địa lý khác nhau, thì chúng ta gọi nó là cái tính chất diverse, đa dạng. Niagara Falls is the spectacular waterfall in Canada. Đây là một con thác tuyệt vời. Spectacular là một từ dùng để nói đến, từ này nó đồng nghĩa với từ wonderful. Câu số 6. Canada is closest to the North Pole. Canada là gần với cực Bắc. Được chưa? Câu số 7. Touching noses, chạm mũi, là cái hình thức chào của người Maori New Zealand chào nhau.
Câu số 8, kilt. Trang phục kilt chúng ta nhìn thấy trong tranh này chính là trang phục kilt. Nam giới cũng mặc váy. Đúng không nào? Đi tất cao, đây được gọi là kilt. Và đây là trang phục của người Scotland, đàn ông Scotland. Trong lễ phục, đây một bộ lễ phục. Câu số 9. Koala là một cái con vực con vật, nó là biểu tượng của nước Úc. Được chưa? Đáp án B. Và câu số 10 ta có Trafalgar Square ở London. Đây là quảng trường Trafalgar. Chấm điểm 30 bao nhiêu trên 10 cho cô nào? Và tất cả cái bài này, toàn bộ phần câu đố này nó đều liên quan đến những nước nói tiếng Anh trên thế giới. New Zealand này, Úc này, Anh này, Mỹ này. Đúng không nào? Chúng ta sang bài tiếp theo nhé. Đó là bài số 2. Write the name of a country next to the facts. Viết tên của cái đất nước mà có cái thông tin sau đây. Bài này cô sẽ cho con 3 phút để làm bài. Các con có thể tra Google tùy thích nước mà có 50 bang, nước có dân số nhỏ nhất. Cô sẽ giới hạn đó là 5 phút cho các con làm bài, tra từ điển để các con có thể làm nhé.
Chúng ta bắt đầu chấm điểm nào. Number one, it is made up of 50 states. Hình thành bởi 50 bang. Chắc chắn đây là the USA. It has the smallest population, the New Zealand. Nước New Zealand là một nước có dân số ít nhất trong tất cả những cái nước nói tiếng Anh, đúng không nào? It has the most famous football clubs in the world. Cái nước này có cái câu lạc bộ bóng đá rất nổi tiếng trên thế giới, đó là the United Kingdom, Manchester, đúng không? United. It has part of its territory inside the Arctic Circle. Ở đây ta có cái từ Arctic Circle, nó là Nam Cực. Arctic Circle, Nam Cực. Và ta còn có một từ mới nữa là territory, đây là vùng lãnh thổ. Các con ghi nghĩa của hai từ mới này vào. It has part of its territories inside the Arctic Circle, tức là vùng lãnh thổ của nó nằm trong Nam Cực, đúng không? Vậy đây chính là Canada. Và cuối cùng, it's both a country and a continent. Đây không chỉ là một đất nước mà còn là một châu lục, tức là cái châu lục này là một đất nước. Và đó chính là the USA. Ok, vậy chúng ta sang phần tiếp theo nhé. Như vậy là một số các cái thông tin của bài này đã cho con nắm được một số thông tin về những nước nói tiếng Anh trên thế giới. Thì trong cái bài này các con đã được đề cập đến những nước sau đây này. Úc, Mỹ, Anh, Canada. Australia, New Zealand. Đây chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu về những đất nước này. The United Kingdom. Khi con vào Google nó sẽ có một loạt các cái trang web liên quan đến cái này và chúng ta sẽ vào Wikimedia, Bách khoa toàn thư. Chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin. À, như vậy Great Britain có rất nhiều thông tin liên quan đến đất nước này, đúng không nào? Và chúng ta sẽ đọc qua, chúng ta thấy là có rất nhiều dữ liệu. Đấy. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, company known as United Kingdom of Britain, is the sovereign country in northwestern Europe, off the northwestern coast of Europe, European mainland, vân vân. Như cái này thì là toàn những từ mới rất là khó, nhưng khi các con gặp từ mới là con có thể kích từ vào đây và các con tra từ điển luôn, đúng không nào? Ví dụ ở đây là có many small islands, chúng ta chỉ lấy thông tin chính thôi, lịch sử này, địa lý này, vân vân này. Rất là nhiều thông tin nhưng chúng ta chỉ lấy thông tin chính để mô tả về đất nước này. From the union with Ireland, the end of First World War. Đây là từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Về mặt địa lý,
chính trị, government, chính phủ Anh. Luật pháp, hiến pháp, đối ngoại, quân đội, kinh tế. Nhiều lắm con ạ. Nhưng mà nhìn chung United Kingdom, ở đây là Vương quốc Anh, thì nó bao gồm những nước nhỏ sau đây. Nó gồm có xứ Wales này, Scotland này, Ireland này và England. Đấy, bốn cái nước nhỏ đó tạo thành Vương quốc Anh, và bốn cái nước nhỏ đó thì cũng toàn nói tiếng Anh, hay là coi tiếng Anh là cái tiếng bản địa, đúng không nào? Thì chúng ta có những câu đố nào về United Kingdom, chúng ta có thể đưa ra, tìm ra quizzes. About United Kingdom. Hoặc là chúng ta có thể vào facts, United Kingdom facts đây này, UK facts. Dân số này, thủ đô này, tên này, chính phủ này, có rất nhiều, đúng không nào? Quick facts. Đây, the United consists of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland, located mainly two large islands in the Arctic Ocean, vân vân, rất nhiều thông tin ngắn gọn. Các con tìm hiểu về trang này thì sẽ dễ hiểu hơn là cái trang bách khoa toàn thư nhé. Đây, lấy thông tin từ nước này và chúng ta sẽ tạo thành một cái bài miêu tả. Ở đây đã có rất nhiều thông tin. Cô sẽ đi từ từ để các con theo dõi được. Dân số là 67 triệu dân. Đúng không nào? Thủ đô London. Name: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Tên của nó đây, tên chính của nó đấy, và viết tắt của nó là the UK. Chính phủ đây, parliamentary monarchy. Monarchy. Democracy. Language is English. Religion. Christians. Về tôn giáo thì chủ yếu là Thiên Chúa giáo. National anthem. Quốc ca đây này, God Save the Queen này, vân vân. Đây là một nước ở Tây Bắc châu Âu, bao gồm bốn nước nhỏ, vân vân này. Chủ yếu nằm ở trên hai hòn đảo Atlantic Ocean. Rất nhiều thông tin rất ngắn gọn và dễ hiểu. Được chưa nào? Thế thì cái bài chủ yếu của các con ngày hôm nay chúng ta chính là tìm hiểu về một nước. Bây giờ cô sẽ phân công như sau nhé. Bốn tổ. Tổ 1 sẽ viết bài, một cái bài ngắn về United Kingdom. Tổ 2. Cái này cô sẽ giao bài tập về nhà luôn này. Các con lấy vở ra đi để viết bài này vào vở. Tiết này là tiết sáu mươi mấy nhỉ?
chưa? Phần 1 La Mã là phần từ mới. Các con có từ mới nào thì các con viết vào. Phần 2 La Mã là các con trả lời câu hỏi dùng quiz. Và phần 3 La Mã là phần homework. Bài tập về nhà. Tổ 1. Viết một đoạn mô tả về nước Anh. Tổ 2. Tổ 2 thì các con viết cho cô một đoạn mô tả về America. Được chưa? Hay là the United States ấy. Tổ 3 thì viết một đoạn miêu tả về New Zealand. Tổ 4. Viết một đoạn miêu tả về Australia. Và các con nhớ này, khi viết một đoạn miêu tả này thì các con sẽ phải bao trùm các thông tin sau đây. Đây, thông tin chính này. Dân số này, thủ đô này, tên của nó này, ngôn ngữ chính này, tôn giáo này, đơn vị tiền tệ này. Không viết theo kiểu như thế này mà viết thành đoạn nhá. Về lịch sử cơ bản này. Đấy. Rồi về thời tiết, về con người. Mỗi một đoạn văn như thế này các con viết độ khoảng 10 câu. Trong đó có bao gồm câu đơn, câu phúc và câu ghép. Nhớ dùng từ đối nha. Chúng ta kết thúc bài học ở đây và các con về nhà làm bài tập đầy đủ cho cô.